Chào mừng quý chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang, hay là quý chị và các bạn cũng có thể kêu mình là Yuki cũng được, Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục cùng quý chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 103, đó là lượng từ trong tiếng Quảng Đông về phòng khách. Thì vừa rồi chúng ta đã học rất là nhiều cái danh từ về phòng khách phải không nào? Thì bây giờ chúng ta muốn điếm một cái bàn, hai cái ghế thì chúng ta sẽ điếm như thế nào, thì phải cần có lượng từ. Thì cái lượng từ đó người ta định nghĩa như thế này nè, thì mình chỉ tham khảo thôi ha quý chị các bạn, mình cũng không có cần nghiên cứu gì sâu xa hết. Điều quan trọng là mình học để biết nói thôi ha quý chị, biết nghe và biết nói ha. Đối với mình là như thế là đầy đủ rồi. Người ta định nghĩa lượng từ là từ chỉ đơn vị số lượng của người, sự vật hoặc động tác. Rồi bây giờ thổi có nghĩa là cái bàn phải không nào, thổi có nghĩa là bàn. Bây giờ chúng ta nói một cái bàn thì sẽ nói như thế nào, nói như thế này: dách chớn thổi, dách chớn thổi, dách chớn thổi. Đơn vị đi chung với thổi là chớn, dách chớn thổi. Bây giờ hai cái bàn thì sẽ là lượng chớn thổi, lượng chớn thổi. Ba cái bàn thì sẽ là xám chớn thổi, xám chớn thổi. Quý anh chị các bạn bây giờ cũng có khái niệm về lượng từ rồi ha. Lượng từ là chúng ta dùng để điếm một cái bàn thì sẽ là dách chớn thổi, bởi vì thổi là cái bàn. Nhưng mà khi chúng ta điếm một cái bàn thì phải thêm vô dách chớn thổi, lượng chớn thổi, xám chớn thổi. Rồi quý chị và các bạn muốn hiểu rõ về cái số điếm thì quý chị và các bạn vui lòng trở về chủ đề số 2 và 3 để tham khảo ha. Ở chủ đề đó mình chia sẻ rất là chi tiết ở trong đó đó. Rồi tiếp tục nè, tăng có nghĩa là ghế phải không nào, tăng có nghĩa là ghế, chúng ta đã học rồi. Bây giờ một cái ghế thì sẽ là dách chớn tăng, dách chớn tăng. Bây giờ chúng ta muốn nói sáu cái ghế thì sẽ là sáu là lục, lục chớn tăng, lục chớn tăng. Bây giờ chúng ta nói 10 cái ghế thì sẽ là sập chớn tăng, sập chớn tăng. Hai quý anh chị các bạn, rất là đơn giản, chúng ta chỉ thay thế số thứ tự vào và nhớ cái đơn vị đi chung với ghế là cái gì. Đơn vị đi chung với tăng có nghĩa là chớn, dách chớn tăng một cái ghế. Rồi bây giờ tới số 3, sofa hay là xá phạt đều có nghĩa là ghế sofa, chúng ta đã học rồi ở cái phần chia sẻ chủ đề về phòng khách ha. Rồi bây giờ chúng ta nói một cái ghế sofa thì sẽ nói như thế nào. Đơn vị đi chung với ghế sofa là chớn, chớn xó phả, chớn xó phả, chớn xó phả. Một cái ghế sofa là dách chớn xó phả, dách chớn xó phả. Hai cái ghế sofa sẽ là lượng chớn xó phả, lượng chớn xó phả. Tiếp tục ba cái ghế sofa thì sẽ là xám chớn xó phả, xám chớn xó phả có nghĩa là ba chiếc ghế sofa. Đơn vị đi chung với xó phả có nghĩa là chớn, chớn xó phả. Rồi chúng ta cứ thế số thứ tự vô. Ví dụ như chúng ta muốn nói 10 cái chiếc ghế sofa thì là sập chớn số phả ha quý vị các bạn. Rồi tiếp tục nè, bây giờ tới số 4. Chúng ta muốn nói một cái ghế sofa thì sẽ là một cái ghế sofa da, thì sẽ là dách chớn chánh phị số phả. Chánh phị số phả có nghĩa là ghế sofa da. Đơn vị đi chung với nó là chớn, dách chớn chánh phị
xó phả, dách chấn chánh vị xó phả có nghĩa là một cái ghế sofa da. Rồi tới số 5. Pù xó phả có nghĩa là ghế sofa giải. Bây giờ chúng ta nói một cái ghế sofa giải, đơn vị đi chung với sofa giải có nghĩa là chớn, dách chớn pù xó phả. Dách chớn pù xó phả, dách chớn pù xó phả có nghĩa là một cái ghế sofa giải. Rồi tới số 6. Thì bây giờ ở đây đó mình đại đa số là dùng số 1 trước để đếm ha quý anh chị bạn. Thì sau này quý anh chị các bạn cứ thay thế vô 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dách dì xám xiêm lục sắc ba cẩu sập. Nhưng mà số 2 thì chúng ta sẽ dùng lợn, dách dì xám xi phải không nào? Nhưng mà khi mà chúng ta nói về số 2 đó thì lợn chớn pù số phả, hai cái ghế sofa giải. Rồi bây giờ tới số 6 nè. Mục tăng là ghế gỗ phải không nào? Đơn vị đi chung với mục tăng là chớn, dách chớn mục tăng. Dách chớn mục tăng có nghĩa là một cái ghế gỗ. Rồi tới số 7. Chủ hợp quầy. Chủ hợp quầy có nghĩa là kệ tivi kết hợp tủ. Thì cái đơn vị đi chung với chủ hợp quầy là co. Dách co chủ hợp quầy có nghĩa là một cái kệ tivi kết hợp tủ. Dách co chủ hợp quầy, một cái kệ tivi kết hợp tủ. Bây giờ chúng ta thí dụ như muốn nói hai cái kệ tivi kết hợp tủ thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Mình đã nói rồi, số 2 là dùng lợn. Lợn co chủ hợp quầy. Nếu các bạn muốn ghi chú thì các bạn ghi chú để mà quý anh chị các bạn có thể nhớ ha. Bởi vì chúng ta có đôi lúc phải tự mình ghi nhớ thì mình mới nhớ được thôi. Rồi tiếp tục tới số 8. Chớn liễm có nghĩa là màn cửa sổ. Đơn vị đi chung với chớn liễm là phai. Một tấm màn cửa sổ sẽ là dách phai chớn liễm. Dách phai chớn liễm. Dách phai chớn liễm có nghĩa là một tấm màn cửa sổ. Rồi tiếp tục xá liễm. Xá liễm chúng ta cũng đã học qua rồi phải không nào? Xá liễm có nghĩa là màn cửa sổ lưới. Đơn vị đi chung với xá liễm cũng là phai. Phai một tấm màn cửa sổ sẽ là dách phai xá liễm. Dách phai xá liễm. Dách phai xá liễm có nghĩa là một tấm màn cửa sổ. Rồi tới số 10. Hậu chớn liễm có nghĩa là gì? Có nghĩa là màn cửa sổ dày. Đơn vị đi chung với nó cũng là phai. Một tấm màn cửa sổ dày thì sẽ là dách phai hậu chớn liễm. Dách phai hậu chớn liễm. Rồi bây giờ tới số 11. Ché con liễm. Ché con liễm chúng ta cũng đã học rồi, có nghĩa là màn cửa sổ chống ánh sáng. Đơn vị đi chung với ché con liễm cũng là phai. Dách phai ché con liễm. Dách phai ché con liễm có nghĩa là một tấm màn cửa sổ chống ánh sáng. Rồi ta tiếp tục tới số 12. Tấn. Tấn có nghĩa là đèn phải không nào? Đơn vị đi chung với tấn là chảnh. Dách chảnh tấn. Dách chảnh tấn có nghĩa là một cái đèn. Hai cái đèn thì sẽ là lợn chảnh tấn. Lợn chảnh tấn là hai cái đèn. Ba cái đèn thì sẽ là xám chảnh tấn. Xám chảnh tấn. Đó là ba cái đèn. Thì cái này quý anh chị và các bạn tự luyện tập ha. Rồi tới số 13. Tiêu tấn. Tiêu tấn chúng ta cũng đã học rồi. Tiêu tấn có nghĩa là cái đèn chùm. Đơn vị đi chung với tiêu tấn cũng có nghĩa là chảnh. Dách chảnh tiêu tấn. Dách chảnh tiêu tấn. Dách chảnh tiêu tấn có nghĩa là một cái đèn chùm.
Hai cái đàn chùm thì sẽ là lợn chảnh tiêu tắn, lợn chảnh tiêu tắn, cứ thế mà tiếp tục. Rồi tới số 14, thổi tắn. Thổi tắn có nghĩa là gì? Có nghĩa là đàn để bàn. Thổi tắn có nghĩa là đàn để bàn. Đơn vị đi chung với thổi tắn cũng là chảnh. Dách chảnh thổi tắn. Dách chảnh thổi tắn có nghĩa là một cái đàn để bàn. Dách chảnh thổi tắn có nghĩa là một cái đàn để bàn. Rồi tới số 15, tiền thủng. Tiền thủng có nghĩa là đàn pin, phải không nào? Tiền thủng có nghĩa là đàn pin. Đơn vị đi chung với tiền thủng là chí. Chí. Dách chí tiền thủng. Dách chí tiền thủng. Dách chí tiền thủng có nghĩa là một cái đàn pin. Bây giờ hai cái đàn pin sẽ nói như thế nào? Hai là lợn chí tiền thủng. Lợn chí tiền thủng. Chúng ta không nói gì chí tiền thủng hết quý vị các bạn. Mình cũng đã nhắc nhở cho quý vị các bạn rồi. Và cũng đừng hỏi mình tại sao ha. Người ta dùng như thế thì mình chỉ chiêu dùng thôi. Rồi tới số 16, hài quầy. Hài quầy chúng ta cũng đã học qua rồi. Đó là tủ để dài, phải không nào? Đơn vị đi chung với hài quầy sẽ là co. Dách co hài quầy. Dách co hài quầy có nghĩa là một cái tủ để dài. Bây giờ hai cái tủ để dài chúng ta sẽ nói như thế nào? Đơn giản, lợn co hài quầy. Lợn co hài quầy, mình đã nhắc đi nhắc lại cho quý anh chị và các bạn rồi ha. Khi chúng ta nói về số 2 thì sẽ là lợn mà không phải là gì ha. Quý anh chị bạn cũng đừng hỏi mình tại sao, tại vì nó là như thế đó. Người ta nói như vậy thì mình cũng nói như vậy mới dễ hiểu. Rồi bây giờ tới số 17, hài cả. Hài cả thì chúng ta cũng biết rồi, đó là kệ để dài. Hài cả là kệ để dài. Đơn vị đi chung với hài cả là co. Dách co hài cả. Dách co hài cả có nghĩa là một cái kệ để dài. Hai cái kệ để dài sẽ là lợn co hài cả. Lợn co hài cả. Rồi chúng ta tới số 18, tiền xì. Tiền xì có nghĩa là tivi, có nghĩa là truyền hình, phải không nào? Đơn vị đi chung với tivi là pù. Pù thường thường đi với máy móc là pù hả quý chị bạn. Máy lạnh cũng là bù. Dách bù tiền xì. Dách bù tiền xì. Dách bù tiền xì có nghĩa là một cái tivi. Hai cái tivi sẽ là lợn bù tiền xì. Lợn bù tiền xì mà không phải là gì bù tiền xì hết quý anh chị các bạn. Mình cứ nhắc đi nhắc lại, quý anh chị các bạn nói mình dài hơi cũng phải nhắc để cho quý anh chị các bạn có khái niệm. Rồi tiếp tục tới số 19, trò thổi tiền quả. Trò thổi tiền quả chúng ta cũng đã biết rồi, là điện thoại bàn, phải không nào? Đơn vị đi chung với trò thổi tiền quả là pù, bởi vì nó cũng là máy móc ha, nó cũng là cái máy. Dách pù trò thổi tiền quả. Dách pù trò thổi tiền quả có nghĩa là một cái điện thoại bàn. Bây giờ hai cái điện thoại bàn chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói là lợn bù trò thổi tiền quả. Lợn bù trò thổi tiền quả, quý anh chị các bạn lưu ý ha. Lợn bù hay lợn bù ha. Rồi tới số 20, sáu thầy tiền quả. Sáu thầy tiền quả thì thời bây giờ thì người nào cũng có cái điện thoại di động ha quý anh chị các bạn. Sáu thầy tiền quả có nghĩa là điện thoại di động. Cái đơn vị đi chung với sáu thầy tiền quả là pù. Pù. Dách pù sáu thầy tiền quả. Dách pù sáu thầy tiền quả có nghĩa là một cái máy điện thoại di động. Hai cái điện thoại di động thì sẽ là lợn pù sáu thầy tiền quả. Ba cái thì rất là dễ, chúng ta chỉ thế số thứ tự vô thôi. Ba
Ba là sám, sám bồ sáu thải tiền quả. Sám bồ sáu thải tiền quả có nghĩa là ba cái điện thoại di động. Rất là dễ ha quý vị bạn. Rồi, tới số 21, lạng hy. Lạng hy có nghĩa là máy lạnh phải không nào? Thì nó cũng là thuộc về máy móc. À, thì cái đơn vị đi chung với nó sẽ là bầu. Bầu, bầu lạng hy, dắt bầu lạng hy. Dắt bầu lạng hy có nghĩa là dắt bầu lạng hy có nghĩa là một cái máy lạnh. Một cái máy lạnh. À, hai cái máy lạnh thì sẽ là lợn bầu lạng hy. Lợn bầu lạng hy. Ba cái máy lạnh thì sẽ là si bồ lạng hy. Ba cái máy lạnh là sám bồ lạng hy. Sám bồ lạng hy là ba cái máy lạnh. Không quên chị bạn cứ cứ thế mà đếm ha. Rất là dễ. Bây giờ chúng ta đã biết đếm rồi ha. Rồi tới số 22. Quạ. Quạ có nghĩa là tranh phải không nào? Quạ có nghĩa là tranh. Bây giờ đơn vị đi chung với quạ sẽ là phúc. Phúc quạ. Một bức tranh sẽ là thế vô số thứ tự dách phúc quả. Dách phúc quả. Hai bức tranh sẽ là lợn phúc quả. Lợn phúc quả. Ba bức tranh sẽ là sám phúc quả. Cứ thế mà chúng ta đếm ha. Chúng ta muốn muốn thí dụ như chúng ta muốn mua 10 cái bức tranh thì chúng ta cứ nói là sập phúc quả ha. Sập phúc quả, ngọ sản mại, sập phúc quả. Rất là đơn giản ha. Rồi, bây giờ tới số 23. Sởn cả. Sởn cả có nghĩa là khung hình phải không nào? Thì đơn vị đi chung với sởn cả là co. Một cái khung hình sẽ là dách co sơn cả. Dách co sơn cả. Hai cái khung hình sẽ là lợn co sơn cả. Hai quý vị bạn cứ thế mà chúng ta đếm. Rồi, bây giờ tới số 24. Qua trường chúng. Qua trường chúng. Qua trường chúng có nghĩa là đồng hồ treo tường. Đơn vị đi chung với đồng hồ treo tường sẽ là co. Dắt co qua trường chúng. Dắt co qua trường chúng có nghĩa là một cái đồng hồ treo tường. Tương tự, hai cái đồng hồ treo tường thì sẽ là lượng co qua trường chúng. Cứ thế mà đếm. Rồi tới số 25. Sẩu biếu thì ai cũng biết rồi phải không nào? Sẩu biếu có nghĩa là đồng hồ đeo tay. Đơn vị đi chung với sẩu biếu là chẹt. Dách chẹt sẩu biếu có nghĩa là một chiếc đồng hồ đeo tay. Hai chiếc đồng hồ đeo tay sẽ là lợn chẹt sẩu biếu mà không phải là gì chẹt sẩu biếu ha quý vị bạn. Người ta nói là lợn chẹt sẩu biếu là hai chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ 10 chiếc đồng hồ đeo tay thì sẽ là sập chẹt sẩu biếu ha. Mình nói cho quý vị các bạn có khái niệm, chỉ thế cái số thứ tự vào cái danh từ là được ha. Rồi tới số 26. Phúng xin. Phúng xin có nghĩa là quạt máy phải không nào? Cái quạt máy thì rất cần cho mùa hè. Đơn vị đi chung với phúng xin là bả. Bả, dách bả phúng xin. Dách bả phúng xin có nghĩa là một cái máy. Là một cái quạt máy. Dách bả phúng xin là một cái quạt máy. Bây giờ chúng ta nói hai bả phúng xin thì nhớ là dùng. Dùng lợn hay là dùng gì nè? Dùng lợn hay là dùng gì? Khi mà chúng ta nói hai cái quạt máy thì sẽ là lợn bả phúng xin. Lợn bả phúng xin. Hai quý vị các bạn. Rồi, tới số 27. Phá trứng. Phá trứng có nghĩa là gì? Chúng ta đã học rồi. Phá trứng có nghĩa là bình hoa. Đơn vị đi chung với phá trứng là co. Dách co phá trứng có nghĩa là một cái bình hoa. Dách co phá trứng là một cái bình hoa. Bây giờ chúng ta nói 8 cái bình hoa thì sẽ là dách gì xóm xin lục thấp. Ba có nghĩa là 8. Ba co phá trứng. Ba co phá trứng có nghĩa là 8 cái bình hoa. Rồi tới số 29. Chỉ xin.
Chỉ xin có nghĩa là hoặc giấy, phải không nào? Chỉ xin có nghĩa là hoặc giấy, đơn vị đi chung với chỉ xin là bả. Dách bả chỉ xin, dách bả chỉ xin có nghĩa là một cái quạt máy. Bây giờ hai là một cái quạt giấy, sorry, một cái quạt giấy. Bây giờ chúng ta muốn nói hai cái quạt giấy thì sẽ là lợn bả chỉ xin, lợn bả chỉ xin. Không quên chị bạn. Rồi bây giờ chúng ta tới số 30. 30 là hạt thán. Hạt thán thì là phòng khách. Chúng ta đã học qua rồi ha. Hạt thán có nghĩa là phòng khách. Một căn phòng khách có nghĩa là dách cò hạt thán. Dách cò hạt thán, dách cò hạt thán có nghĩa là một căn phòng khách. Rồi, đó là một số khái niệm về lượng từ ha quý vị bạn. Thí dụ như chúng ta muốn đếm một cái ghế thì là dách chớn tăng, đơn vị đi chung với tăng là chớn ha. Chúng ta cứ lưu ý ha. Về cái số lượng đó thì mình nhắc lại là quý anh chị các bạn chỉ cần thay thế số thứ tự giá trị xám xịt lục thấp 3 có sập kỹ to bao nhiêu cũng được. Về bài số 2 và số 3 tham khảo về số thứ tự số đếm ha, mình đã chia sẻ rồi. Và bây giờ thì chúng ta học mẫu câu ha. Thí dụ như chúng ta muốn mua cái gì đó thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Mẫu câu số 1 nè. Tôi muốn mua ngọ sởn mại. Ngọ sởn mại, ngọ là tôi, sởn là muốn, mại là mua, rất là đơn giản phải không nào? Ngọ sởn mại có nghĩa là tôi muốn mua rồi, bây giờ tôi muốn mua cái gì? Ví dụ số 1 là ngọ sởn mại phàn thổi. Ngọ sởn mại phàn thổi. Ngọ sởn mại phàn thổi có nghĩa là tôi muốn mua bạn cơm. Thì rất là chung chung phải không nào quý anh chị các bạn? Ngọ sởn mại phàn thổi có nghĩa là mình muốn nói mình, tôi muốn mua bạn ăn cơm. Nhưng mà bây giờ đó mình mua mấy cái, mình phải nói rõ cho người ta biết. Chứ muốn mua bạn ăn cơm thì mình chỉ nói chung chung thôi phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta đi tới thí dụ số 2. Ngọ sởn mại dách chớn phàn thổi. Ngọ sởn mại dách chớn phàn thổi. Ngọ sởn mại có nghĩa là tôi muốn mua, giải thích rồi phải không nào? Dách chớn phàn thổi bây giờ nó có một cái số lượng cụ thể, chúng ta đã học về lượng từ rồi phải không nào? Thì dách chớn phàn thổi thì người ta sẽ biết là mình mua một cái bàn ăn cơm. Còn cái ví dụ thứ nhất á, ngọ sởn mại phàn thổi, thí dụ như mình muốn nói chung chung thôi. Rồi tiếp tục tới thí dụ số 3. Ngọ sởn mại phá chính. Ngọ sởn mại phá chính. Phá chính có nghĩa là bình hoa ha. Ngọ sởn mại phá chính có nghĩa là tôi muốn mua bình hoa. Cái này là mình nói chung chung ha quý anh chị bạn. Ý như mình nói là tôi muốn mua bình hoa, nhưng mà bao nhiêu cái bình hoa đó thì sẽ là, chúng ta đã học cái lượng từ rồi, bây giờ vận dụng nè. Ví dụ số 4. Ngọ sởn mại lợn co phá chính. Ngọ sởn mại lợn co phá chính có nghĩa là tôi muốn mua hai cái bình hoa. Phá chính có nghĩa là bình hoa, mình giải thích rồi. Đơn vị đi chung với bình hoa là co. Bây giờ hai cái bình hoa thì sẽ là lợn co phá chính. Ngọ sởn mại lợn co phá chính. Ngọ sởn mại lợn co phá chính có nghĩa là tôi muốn mua hai cái bình hoa. Bây giờ tôi muốn mua ba cái bình hoa thì sẽ là như thế nào? Thì sẽ là ngọ sởn mại xám co phá chính. Ngọ sởn mại xám co phá chính ha quý anh chị bạn. Thì cái ví dụ này mình minh họa cho quý anh chị các bạn là một cái ngọ sởn mại phá chính là mình nói chung chung thôi. Bây giờ mình muốn nói cụ thể là mình muốn mua hai cái bình hoa thì sẽ là ngọ sởn mại lợn co phá chính. Rồi tiếp tục tới ví dụ số 5. Ngọ sởn mại phúng xin. Ngọ sởn mại phúng xin có nghĩa là tôi muốn mua quạt máy, bởi vì phúng xin là quạt máy. Ngọ sởn mại phúng xin có nghĩa là tôi muốn mua quạt máy. Rồi đây là mình nói chung chung thôi, mình muốn nói là mình mua quạt máy. Rồi bây giờ mình mua mấy cái quạt máy thì sẽ là ví dụ số 6. Ngọ sởn mại
xám, bả, phúng, xin. Ngọ, sẵn mại, xám, bả, phúng, xin. Ngọ sẵn mại có nghĩa là tôi muốn mua. Phúng xin là quạt máy đơn vị đi chung với phúng xin là bả. Bây giờ ba cái thì sẽ là xám, xám, bả, phúng xin, có nghĩa là ba cái quạt máy. Ngọ sẵn mại xám bả phúng xin có nghĩa là tôi muốn mua ba cái quạt máy ha quý anh chị bạn. Thì quý anh chị các bạn muốn mua mấy cái thì quý anh chị các bạn cứ thay thế số thứ tự vô. Bây giờ muốn mua 5 cái thì số 3 sẽ trở thành số 5 là ẩm bả phúng xin ha. Mình thí dụ là như thế đó. Rồi bây giờ mình muốn nói tôi muốn mua cái gì đó và cái gì đó thì sẽ nói như thế nào? Thì sẽ nói như thế này. Mẫu câu số 2. Ngọ sẵn mại tút tút thùng tút tút. Ngọ sẵn mại tút tút thùng tút tút có nghĩa là tôi muốn mua cái gì đó và cái gì đó. Rồi ví dụ cụ thể nè. Ví dụ số 7. Ngọ sẵn mại quả thùng sẵn cả. Ngọ sẵn mại quả thùng sẵn cả có nghĩa là tôi muốn mua cái gì của anh chị bạn. Quả có nghĩa là tranh, sẵn cả có nghĩa là khung hình. Ngọ sẵn mại quả thùng sẵn cả có nghĩa là tôi muốn mua tranh và khung hình. Rồi bây giờ chúng ta đã học lượng từ rồi, chúng ta muốn mua bao nhiêu cái bức tranh và bao nhiêu cái khung hình. Tiếp tục, thí dụ số 8. Ngọ sẵn mại lợn phúc quả thùng co sẵn cả. Ngọ sẵn mại lợn phúc quả thùng co sẵn cả. Ngọ sẵn mại lợn phúc quả thùng co sẵn cả có nghĩa là tôi muốn mua 2 bức tranh và 5 khung hình. Ngọ sẵn mại là tôi muốn mua. Quả có nghĩa là tranh. Lượng phúc quả có nghĩa là lượng bức tranh. Thùng có nghĩa là và. Sẵn cả có nghĩa là khung hình. Co sẵn cả có nghĩa là 5 cái khung hình ha. Bây giờ quý anh chị cũng có khái niệm về lượng từ rồi ha. Lượng từ là chúng ta dùng để đếm cái đơn vị đi chung với lượng từ mình phải cần ghi nhớ ha. Ví dụ như sang cả thì co là đơn vị đi chung với nó là co, co sang cả, co sang cả là 5 khung hình. Thí dụ như thế. Rồi chúng ta tiếp tục thí dụ khác. Câu số 9. Ví dụ số 9. Ngọ sẵn mại chủ học quầy thùng số phả. Ngọ sẵn mại chủ học quầy thùng số phả thì ngõ sẵn mại chủ học quầy thùng số phả có nghĩa là tôi muốn mua tủ, kệ, tivi và sofa. Thì cái này mình chỉ nói chung chung là mình muốn mua tủ, kệ, tivi và sofa, nhưng mà mua mấy cái thì cái ví dụ này sẽ minh họa cho quý anh chị các bạn là ví dụ số 10. Ngõ sẵn mại dách co chủ học quầy thùng dách trớn số phả. Ngọ sẵn mại dách co chủ học quầy thùng dách trớn xó phả có nghĩa là tôi muốn mua một tủ kệ tivi và một chiếc ghế sofa. Thì ngọ sẵn mại có nghĩa là tôi muốn mua phải không nào? Chủ học quầy có nghĩa là tủ kệ tivi. Bây giờ bao nhiêu cái thì sẽ là, ví dụ như một cái thì sẽ là dách co chủ học quầy. Đây là cái lượng từ ha quý anh chị bạn. Quý anh chị bạn ghi nhớ ha. Đơn vị đi chung với chủ học quầy là co. Khi mà chúng ta đếm một cái tủ kệ tivi thì dách co chủ học quầy. Bây giờ chúng ta muốn đếm bao nhiêu cái ghế sofa thì đơn vị đi chung với số phả là trớn ha quý anh chị bạn. Dách trớn số phả. Dách trớn số phả có nghĩa là một chiếc ghế sofa. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ sẵn mại dách co chủ học quầy thùng dách trên sofa có nghĩa là tôi muốn mua một cái tủ kệ tivi và một chiếc ghế sofa.
Đây là cái số lượng cụ thể ha quý vị bạn. Còn ví dụ số 9 là mình nói chung chung thôi. Rồi. Đó là một số lượng từ mà mình muốn chia sẻ cùng quý vị các bạn hôm nay ha. Thường thường đó, nói về mấy cái ngữ pháp đó là buồn bã lắm quý vị bạn. Nhưng mà mình cần phải biết ha, mình cần phải biết. Thì có buồn thì cũng phải cố gắng luyện tập thôi, bởi vì mình muốn nói được, hiểu được, nghe được thì mình phải luyện tập ha quý vị bạn. Cho nên quý vị bạn nhớ tự rèn luyện cho quen ha. Cứ đếm dách chấn tăng, lượng chấn tăng, sám chấn tăng, si chấn tăng, chấn tăng. Cứ thế mà các bạn sẽ quen cái miệng. Thôi thì mình xin nhớ đây và không quên chúc cho quý vị các bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình ha, luôn có nhiều niềm vui trong cái học tiếng Quảng. Quý anh chị các bạn có đam mê thì quý anh chị các bạn mới học được. Còn nếu như mà quý anh chị các bạn không thích đó, thì coi như không học được đó quý anh chị các bạn. Bởi vì mình không thích rồi thì mình học để làm cái gì, phải không? Nếu mà mình thích thì mình mới theo học được. Cái đó là điều đơn giản thôi. Thôi bây giờ mình dừng ở đây ha. Chào tạm biệt cho Kim. Rồi.